mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thân chào tất cả các bạn. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai là ba ngày sinh nhật của cây nền. Cây nền sinh ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Trước khi con Covid nó trồi dậy và nó hoành hành chúng ta. Và trong suốt cả cái mùa Covid thì cây nền lại phát triển, mà lại phát triển mạnh trong cái sự rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên của chính bản thân tôi. Người ta nói rằng tôi là người thành lập ra hệ sinh thái cây nền. Thật ra nói thế vừa đúng vừa sai. Không phải tôi đâu. Nếu mà các bạn nhìn tôi mà bảo rằng tôi là người thành lập thì tôi không chối cãi được. Nhưng mà nếu mà tôi nhìn chính tôi để nói rằng tôi đã thành lập ra hệ sinh thái cây nền thì tôi phủ nhận. Đó là vì rằng là tôi làm mọi điều là theo cái hướng mà tôi cảm nhận được từ sự gợi ý của vũ trụ. Các bạn ạ, khi mà mình mà có cái vinh dự lâu lâu nghe được cái tiếng nói của vũ trụ thì mình chỉ biết tuân theo thôi. Bởi vì các bạn có biết không, người mẹ tối cao của chúng ta đã không phải là người mẹ đẻ chúng ta đâu. Vũ trụ đã tạo ra chúng ta, vũ trụ mới là người mẹ đẻ vĩ đại nhất của cuộc sống của tất cả loài người, của tất cả các sinh vật, và thậm chí là của tất cả cái các hành tinh, các sinh vật ở trên mọi hành tinh, ở các dải sơn hà, tất cả đều là vũ trụ sinh ra. Thế thành thử ra tôi làm việc trong hệ sinh thái cây nền cũng là chỉ là để tuân theo một cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Mà cái tiếng nói của vũ trụ nó chỉ là những cái điều mình cảm nhận được và mình nghe được từ vũ trụ. Các bạn có biết là vũ trụ dạy tôi cái gì không? Thứ nhất, vũ trụ dạy tôi rằng là đừng phát triển cây nền vì cây nền. Các bạn sẽ ngạc nhiên nghe thấy thế như vậy, nhưng mà thật ra đó, vũ trụ dạy tôi rằng em ạ, cây nền chỉ là một cái dụng cụ của vũ trụ để phát triển đất nước Việt Nam đấy. Và tôi nghe thấy thế thì tôi vui mừng vô cùng, là bởi vì như vậy có nghĩa rằng vũ trụ yêu nước Việt Nam vô cùng, yêu dân tộc Việt Nam vô cùng. Mà khi nói yêu dân tộc Việt Nam là yêu cả 54 đồng bào dân tộc của chúng ta. Thế thành thử ra tôi cảm nhận rằng tôi chỉ là một con kiến cỏn con mà được vũ trụ như sét đánh, đập vào đầu tôi, gõ vào đầu tôi và nói rằng trong một thời gian ngắn bạn sẽ là người mà tôi chọn để mà phục vụ những cái nguyên lý, những cái vòng tuần hoàn, vòng năng lượng, vòng nuôi dưỡng của vũ trụ. Vâng, thưa vâng. Các bạn có biết không, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi phải phát triển cây nền. Có rất nhiều bạn nói với tôi rằng thưa thầy, làm thế này thì cây nền sẽ nhân đôi, làm thế kia thì cây nền sẽ có đông thành viên hơn, làm thế nọ thì cây nền sẽ phù trù phú hơn nhiều. Tôi bảo rằng không, tôi làm là tôi làm cho dân tộc, tôi làm cho đất nước. Còn cây nền nó cũng vẫn chỉ là một cái dụng cụ để phục vụ đất nước mà thôi. Và đến ngày hôm nay thì tôi rất là vui mừng nhận thấy rằng tất cả các bạn ở trong cây nền đều hiểu rõ chuyện đó. Và tuy là hiểu rõ nhưng mà tôi cũng xin nhắc nhở là chúng ta không bao giờ phát triển cây nền vì cây nền cả, mà chúng ta phát triển cây nền vì chúng ta muốn phục vụ đồng bào, chúng ta muốn phục vụ đất nước, và phục vụ một cách hoàn toàn là minh triết, không có mang tính chính trị, không có mang tính đạo giáo, không có phân biệt và kỳ thị bất cứ cái gì. Chúng ta chỉ phục vụ cái sự lớn mạnh, sự phát triển của nền kinh tế chúng ta. Chúng ta chỉ phục vụ sự lớn mạnh, sự phát triển của tinh thần, của văn hóa của chúng ta. Mà cây nền chỉ là một cái thành phần rất là còn con, nho nhỏ. Và tôi thì lại là một thành phần còn nho nhỏ hơn, còn con hơn của hệ sinh thái cây nền. Các bạn có biết không, chính vì vậy mà cây nền không có sếp. Sếp để làm gì nhỉ? Bởi vì theo cái quy luật của vũ trụ thì sếp tối cao
không phải là một con người, không phải là một sinh vật, cũng không phải là một cái năng lượng nữa, mà nó chỉ là cái gì mà tôi định nghĩa trong một trong những cuốn sách sắp tới của tôi. Đó là cái lợi ích tối đa của tập thể. Sếp là lợi ích tối đa của tập thể. Và có thế thì nó mới bình đẳng, bạn ạ. Cái bình đẳng của cái nền là thế đấy, chứ nó không phải là bình đẳng là có một người vỗ ngực bảo tao bình đẳng lắm, tao làm sếp tất cả mọi người nhưng tao bình đẳng. Cái chuyện nó không có, bạn ạ. Nó không thể có được. Nó chỉ có thể là cái lợi ích tối đa của tập thể. Mà chừng nào mà tập thể đi theo đúng cái lợi ích tối đa của tập thể thì cái tập thể đó nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và cũng như vậy cho nên là nó không có chỗ cho cá nhân trong cái tập thể. Nó chỉ có cái lợi ích tối đa của tập thể là làm sếp chúng ta thôi. Nhưng mà thưa các bạn, khi mà mình mà bắt đầu hiểu được rằng là cái lợi ích tối đa của tập thể là làm sếp đó, thì chúng ta mới hồn nhiên được. Bởi vì giả thử như là chúng ta đứng trước một cái đạo binh rất lớn, làm sao chúng ta hồn nhiên được nhỉ? Các bạn có hồn nhiên trước những khẩu súng hay là trước những cái đe dọa không? Các bạn không thể hồn nhiên được. Nhưng mà các bạn sẽ hồn nhiên được khi mà các bạn đứng trước cái lợi ích tối đa của tập thể. Thì lúc đó các bạn xuất phát hết tất cả. Các bạn căng phổi các bạn lên. Các bạn sáng mắt lên. Và các bạn lấy một cái tâm thần rất là hùng mạnh để mà các bạn nói lên cái lợi ích tối đa của tập thể theo ý của các bạn. Ý của các bạn rất là quan trọng, mà ý của tất cả tập thể rất là quan trọng. Và tất cả những ai làm sai ý của tập thể là những người đó là những người hoặc là có những ý đồ cá nhân, hoặc là có những ý đồ tham nhũng. Thế thưa các bạn, một khi mà các bạn hồn nhiên rồi thì cái chuyện nó hay lắm. Là thứ nhất là cái thế giới này nó tăng tốc độ các bạn ạ. Là bởi vì rằng là khi mà mọi người đều hồn nhiên thì cái thế giới nó tăng tốc độ. Nó đang chạy chậm, nó đang dòm ngó nhau, nó đang lần lữa, nó đang do dự, nó đang chờ đợi. Và nó chờ đợi cái gì nó cũng không biết. Và khi mà chúng ta hồn nhiên hết ấy, thì chúng ta còn vui vẻ và tăng tốc độ cho mọi chuyện. Cái tốc độ của hồn nhiên là cái tốc độ nhanh nhất có thể, để mà có thể nói rằng giữa cái sự kết nối giữa loài người với loài người, đó là cái tốc độ nhanh nhất có thể. Mà khi mà nó hồn nhiên mà nhanh nhất có thể đó, thì nó lại đi tới một cái nữa là nó tạo nên cái sự thẳng thắn giữa mọi người. Bởi vì ai cũng hồn nhiên cả thì tất nhiên là mọi người đều thẳng thắn. Vậy thì cứ nói thật với nhau đi. Và khi mà nói thật với nhau đi thì nó lại tạo nên một cái giá trị vô cùng lớn. Các bạn nghe đây, nó vô cùng lớn là các bạn chấp nhận sự phản biện. Mà chính cái sự phản biện nó mới làm cho tất cả những câu chuyện của chúng ta nó trù phú. Giả thử như là một người nói như là một lời của thánh nhân. Tao là thánh nhân đây, tao nói đây tụi mày nghe hết đi. Tao không nghe phản biện bởi vì tao không cần nghe phản biện. Ôi sao mà cái thông điệp này nó nghèo nàn thế. Bởi vì nó chỉ là cái ý tưởng rất chủ quan của một con kiến còn con tự cho là vĩ đại. Thế thì không, bạn ạ. Khi mà chúng ta thẳng thắn với nhau, chúng ta nghe phản biện của nhau, là chúng ta chấp nhận chúng ta đã bình đẳng với nhau, chúng ta đã hồn nhiên với nhau. Và lúc đó chúng ta mới tạo giá trị. Bởi vì cái giá trị đi từ cái sự thẳng thắn. Cái sự sáng tạo nó đi từ sự thẳng thắn. Cái sự phản biện nó mới trù phú hóa. Nó mới làm cho một cái câu chuyện nó đầy đủ và nó hoàn hảo. Thế thì một khi mà chúng ta mà làm tất cả những thứ đó thì cái tinh thần của chúng ta là một cái tinh thần tích cực. Chúng ta tiến lên, chúng ta cứ nhanh bước lên để mà chúng ta xây dựng tương lai của chính chúng ta và xây dựng đất nước. Ở đây đấy, thì tôi xin nhắc các bạn một điều là khi chúng ta xây dựng cho chính bản thân của chúng ta nhưng mà theo hướng thiện, theo hướng giá trị thực và những cái tư tưởng thực, thì các bạn ạ, ngay khi các bạn xây dựng cho cái chính bản thân của bạn thì bạn cũng đã xây dựng cho đất nước. Chỉ khi nào bạn làm những cái điều mà nó không có tích cực thì cái việc mà bạn xây dựng cho cá nhân bạn nó không đóng góp cho cái giá trị của đất nước. Thế thì các bạn ạ, bốn giá trị của cái nền là thế đấy. Và nó là giá trị của cái sự không, bạn ạ. Nó không có, cái nền không có sếp. Mà rồi trong khi sinh hoạt ấy, chúng ta thấy rằng là cái nền cũng không có thầy. Bởi tại sao? Là bởi vì người nào cũng là thầy, bởi người nào cũng là trò. Bởi vì rằng là khi mà bạn biết một cái gì mà bạn hồn nhiên, bạn trao cho cái giá trị, bạn trao sự hiểu biết của bạn cho tất cả mọi người khác, thì bạn là thầy thôi, cho dù bạn tuổi nào chăng nữa. Và khi mà bạn được nhận cái giá trị đó một cách hồn nhiên, một cách rất ân cần, một cách rất là thân thiện,
thì bạn là trò thôi. Vậy thì người nào cũng là thầy, người nào cũng là trò. Và một khi mà người nào cũng là thầy và cũng là trò, thì lúc đó chúng ta tạo nên một cái gì rất là to lớn. Đó là cái việc mà chúng ta không cần có ngân sách nữa, chúng ta không cần tiền nữa. Cái đồng tiền nó trở thành phù phiếm. Bởi vì nếu mà chúng ta trao giá trị thẳng cho nhau mà không có đồng tiền, thì cái đồng tiền, cái giá trị đó nó không đánh giá bằng đồng đô la, hay là đánh giá bằng Việt Nam đồng, hay đánh giá bằng Singapore đô la, hay đánh giá bằng bất cứ cái gì, mà nó đánh giá và là nó tới thẳng từ trong trí óc này sang trí óc nọ, từ trái tim nọ sang trái tim kia. Và như thế thì nó không cần đi qua thị trường chứng khoán, nó không cần đi qua một cái tiền tệ, nó không cần đi qua một cái sự kế toán, mà nó chỉ là một cái khối năng lượng, một cái khối tình yêu thương mà nó trao cho nhau. Thì thưa các bạn, đấy, cái này nó chỉ là thế thôi các bạn ạ, nó chẳng là cái gì khác cả. Và nó là một cái dụng cụ mà tất cả chúng ta đều cần để xây dựng cái giá trị cho đồng bào, xây dựng giá trị cho đất nước. Và chúng ta miệt mài, giá trị nhỏ cũng ok, giá trị lớn cũng đặng, giá trị nào cũng nhận, bởi vì giá trị nào nó cũng cộng hưởng, để rồi chúng ta sẽ trù phú hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Và cái sự trao giá trị đó nó tạo thêm hạnh phúc, bởi vì cái giá trị đó nó không tính bằng sự nợ nần nhau, mà nó tính bằng sự cộng hưởng với nhau. Thì thưa các bạn, tôi hôm nay tôi chỉ có một lời là chúng ta hãy tiếp tục trên con đường này nhân dịp sinh nhật thứ 3 của cây nền. Và cây nền sẽ mãi mãi chỉ là một dụng cụ để phục vụ đất nước. Và chúng ta sẽ không bao giờ phục vụ cây nền cả. Chúng ta sẽ luôn luôn phục vụ cây nền để phục vụ vũ trụ, để phục vụ đất nước, để phục vụ đồng bào. Thưa các bạn, chúc các bạn giữ sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ còn đồng hành lâu dài. Chào các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cây nền không ngăn xa.